Xin chào, lại đây Hường sẽ hướng dẫn mọi người cách rút tiền từ TikTok Shop về tài khoản ngân hàng Việt Nam khi mà chúng ta đã bán được đơn ở trên shop của mình như thế nào nhé. Sau khi các bạn bán được những đơn hàng thì các bạn sẽ đăng nhập vào cái seller center của mình, rồi các bạn sẽ bấm vào cái mục tài chính, bấm vào cái số tiền rút, và đây là nó sẽ hiển thị lên cái số tiền bạn có thể rút ở thời điểm hiện tại. Và Hường thường cài đặt là tự động chuyển khoản về tài khoản ngân hàng của mình vào thứ tư hàng tuần, nó sẽ tự động chuyển về, mình không cần rút thủ công. Nhưng hôm nay để hướng dẫn cho các bạn thì Hường sẽ vào rút thủ công cho mọi người. Thì mình cùng xem là nó chuyển khoản về ngân hàng của mình có nhanh không nhé. Mình sẽ bấm vào chủ rút. Lúc này nó sẽ yêu cầu một cái mật khẩu. Cái mật khẩu này nó giống như mật khẩu ATM của mình vậy đó. Mình nhập vô đúng thì nó mới cho rút. Để cho nếu ai có tài khoản TikTok Shop của mình và họ không có mật khẩu này thì họ cũng không thể nào rút được cái số tiền của mình. Bây giờ Hường sẽ nhập mật khẩu. Sau khi nhập mật khẩu thì chúng ta sẽ bấm vào chữ gửi. Và nó sẽ hiện ra cái màn hình là bạn muốn rút bao nhiêu tiền. Thì mình sẽ thấy là số tiền số dư khả dụng là 122.172.000. Đó, mình sẽ rút cái số tiền đấy. Sau khi mình nhập vô rồi thì nó hỏi là chuyển về ngân hàng này đúng không? Hường đã cài sẵn ngân hàng trước đây rồi. Các bạn cũng nên cài sẵn ngân hàng. Bây giờ mình chỉ có việc rút thôi. Thì mình sẽ bấm vào cái chữ tiếp tục. Rồi. Nè, số tiền rút là 122.172.000, nhận tiền cái số tiền này luôn. Và chúng ta sẽ bấm vào cái số tiếp tục. Rồi, đang tiến hành rút tiền. Rồi, các bạn nhìn vào cái màn hình này. Nó về nhanh ngay và luôn mọi người ạ. Nó đã cộng 122.172.000 vào tài khoản của Hường ngay và luôn. Đó, nên là rất là nhanh. Nó không phải mất 3-4 ngày hay là nhiều ngày giống như một số ít các bạn nói. Hiện tại TikTok Shop mang về doanh thu cho Hường mỗi tuần khoảng 122 triệu. Mỗi tháng thì mang về khoảng hơn 500 triệu doanh thu. Mà Hường chỉ mới lập ra TikTok Shop và bắt đầu bán hàng trên TikTok Shop khoảng 3 tháng trở lại đây thôi. Và Hường còn ra doanh số ở một số cái kênh truyền thống với lại kênh đại lý nữa. Nên là cái lượng nhập hàng của Hường mỗi tháng khá là cao. Nên cái mức chiết khấu của mình cũng khá là ok. Thì mình cứ cho là 0.6. Có thể là nó sẽ hơn đấy một chút xíu. Mình cứ cho là 0.6 đi. 0.6% mức hoa hồng của Hường khi mà mình nhập cái số lượng lớn như thế. Và ở trên TikTok Shop thì người ta sẽ lấy cái phí sàn, phí giao dịch tổng cộng này kia, phí free ship extra được hưởng tổng hết tất cả các loại phí thì đâu đó là khoảng 11.5%. Thì mình cứ cho đó là 12% đi. Thì mình sẽ thấy là 0.6 trừ cho 0.12 thì mỗi đơn như thế mình sẽ có hoa hồng khoảng 48%. Và mình lấy 48% này mình nhân cho 500 triệu thì ra là 240 triệu. Và mình trừ đi cái khoản chi phí gói hàng nhân viên này kia thì khoảng 40 đến 50 triệu nữa. Thì tính ra mỗi tháng mình cũng có một cái dòng thu nhập cũng khá là ổn ở trên nền tảng TikTok Shop. Như vậy làm thế nào để mình có thu nhập cao ở trên nền tảng TikTok Shop và làm video xây dựng thương hiệu cá nhân ở trên nền tảng TikTok Shop như thế này? Thì có hai điều mà các bạn cần làm. Thứ nhất đó là các bạn phải giỏi về kỹ năng làm video, bán được hàng và nhiều lượt xem. Giỏi làm video nhé. Cái thứ hai đó là các bạn cần biết là sản phẩm nào nó phù hợp với các bạn và thị trường đang cần. Các bạn cần phải tìm ra hai cái điều đó trước. Sau đó các bạn mới nhập hàng về. Bởi vì khi mà các bạn làm affiliate giai đoạn ban đầu á, tức là mình bán cái sản phẩm có sẵn ở trên sàn thì hoa hồng của mình khoảng 10-20%. Nhưng khi các bạn nhập hàng về, như Hường vừa chia sẻ, nó có thể lên 60% hoặc hơn mỗi đơn là chuyện bình thường. Và sau khi mà các bạn bán giỏi á, ở cái giai đoạn làm nhập hàng về bán, thì các bạn có thể là chuyển sang sở hữu một cái thương hiệu riêng cho mình luôn. Lúc đấy lợi nhuận của các bạn còn nhiều hơn nữa. Và bên cạnh đó nó còn tạo ra một cái giá trị thương hiệu về lâu về dài. Đấy là một cái giá trị thương hiệu mà khi chúng ta bán đi á, chúng ta có một cái mức thu nhập khác nữa. Thì trên đây là Hường vừa mới hướng dẫn các bạn rút tiền hoa hồng ở trên TikTok Shop của mình về tài khoản ngân hàng Việt Nam. Ban đầu các bạn cũng sẽ tạo ra TikTok Shop, nhưng các bạn chưa đăng sản phẩm lên đây bán vội, bởi vì các bạn có sản phẩm đâu mà đăng, đúng không?
Đợi qua một thời gian, khi nào các bạn giỏi xây kênh, giỏi xây dựng thương hiệu cá nhân, giỏi bán được hàng bằng video và biết được cái sản phẩm nào thích hợp với mình thì mình mới chuyển sang giai đoạn nhập hàng và đang ở trên TikTok Shop bán. Còn bây giờ các bạn bán hàng, các bạn lên TikTok Shop của người khác, các bạn bán giùm người ta. Lúc đấy thì hồng của mình 20, 10%, 20% vẫn ok. Chúng ta lúc này không có rủi ro gì cả bởi vì mình chưa có nhập hàng mà. Như vậy thì nhiệm vụ của các bạn bây giờ là chúng ta cũng bán hàng ở trên TikTok Shop mà TikTok Shop của người khác thì gọi là affiliate marketing. Nào, cùng bắt đầu với những video tiếp theo.